Vâng, như vậy là trận đấu này thì Hà Nội quyết tâm vượt qua con số 8 phút 26 của game thủ X-Man bằng việc cho son của game thủ Hoàng Mai Nhi đang câu đồ ra cho game thủ Michael Owen tức Toti. Rất nhiều dân của game thủ Hoàng Mai Nhi đang kéo dân với rất nhiều voi. Đây là bài cầm pơ của Toti thì đúng pơ rồi. Vâng, thế nhưng đen anh câu voi cho game thủ Toti lại làm luôn 10 thịt. Đi câu đồ cho Toti để Toti ép đời. Người ta hãy xem rằng thần đồng chém của team Hà Nội có thể ép đời và vượt qua số 8 phút 26 hay không. Rất căng thẳng. Các game thủ đang đua nhau ép đời. Ép đời đang trở thành một trào lưu. Hoàng Mai Nhi, nhưng quan trọng là ép đời vẫn phải lên được đời. Và chém cùng đồng đội như vậy thì nó mới phũ phàng. Câu nốt con voi này, còn hai sư tử câu nốt cho game thủ Toti hay không? Vừa rồi tình huống mà anh lách dân qua sư tử cực khéo. Hoàng Mai Nhi đây rồi. Quá nhiều đồ, đồng đội của anh ra sao? Phiêu phiêu vẫn bình thường, về lớp thì sao? Quá xa. Như vậy là cánh của Hoàng Mai Nhi Toti sẽ phụ thuộc vào Toti. 15 dân kích đời. Như vậy là kích đời ở phút thứ 5. Lên đời xong là khoảng phút thứ 7. Anh phải cân đối gỗ cực chuẩn. Tôi nghĩ là cắt bớt dân ăn quả ra để ăn gỗ. Còn lại sẽ ăn hiu. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian và vừa có thể ép gỗ tốt. Lâu lắm rồi thì Hà Nội 1 không được cái giải ép đời nào. Ok, vâng. Đây là những giây phút mà cần phải cực kỳ cẩn thận thì mới có thể đủ gỗ để cho anh có thể ép đời. Không cần phải câu voi nữa. Tập trung ép đời cho anh, xây nhà điều kiện. Hoàng Mai Nhi đã cơ hội cho đội anh đủ voi. Bây giờ kéo thêm dân bớt luôn con dân kia ra để ăn gỗ thì mới đủ. 15 dân. Gỗ sẽ thiếu. Xây nhà điều kiện mất tận 20 giây với điều kiện là phải có 2 dân đóng. Như thế này thì chỉ có 1 dân đóng thôi. 1 BL đóng trước. Không có voi, cho nên là không nhiều voi dành cho Toti. Ta hãy xem rằng không có, có bài câu voi về sớm hẳn. Nếu như câu voi về sớm hẳn thì anh sẽ không phải đóng gờ. Và nếu như không phải đóng gờ thì game thủ Toti sẽ tiết kiệm rất nhiều gỗ để có thể ép đời hôm nay. Đầu 7, vẫn đầu 7. Vâng, không, chưa đủ thực. Lên lên. 8, kích 8 phút 05. Vâng, như vậy là con số mới được xác lập. À vâng, như vậy là Sơn Tây gọi và Hà Nội trả lời. Sau trận đấu mà X-Man đánh F3 thì bây giờ Hà Nội canh cũng quyết định F3 một lần. Và lần này còn sớm hơn so với lần trước của cái thủ X-Man. X-Man đang tỏ ra cực kỳ ai cú. Anh vừa mới lập được một kỷ lục xong thì ngay lập tức Toti anh đã trả lại bằng con số 8 phút 05. Rất cay. Khi mà Sơn Tây gọi thì Hà Nội sẽ trả lời và trận và câu trả lời này có vẻ như thuyết phục hơn khá nhiều, cách biệt hẳn với con số 8 phút 26. Nhưng đáng tiếc cho game thủ Toti, đây không phải là bài mà anh câu tìm đến voi sớm. Nếu như anh tìm đến voi sớm vào trận đấu này thì anh sẽ câu toàn bộ voi về trước và sẽ không đóng gờ. Như vậy là sẽ tiết kiệm được 120 gỗ, không cần phải nhiều dân là quá nhiều dân làm gỗ trong tình huống vừa rồi. Và anh có thể ép đời ở đầu 7 với bài câu toàn voi. Nhất là khi được game thủ Hoàng Mai Nhi câu sang tới 3 con voi cộng thêm 2 con hiu anh lùa về. Rất lắm tay Hoàng Mai Nhi thời điểm này giật dẹo ra sao. Vâng, để được số dân là 12. Tôi nghĩ là trận đấu này là trận đấu mà Toti cũng sẽ cố gắng chém cân đôi cánh và kết thúc sớm trước khi mà game thủ Hoàng Mai Nhi kịp lên 3. Comeback. Câu hỏi lớn được đặt ra là anh sẽ ăn gì để lên đời ở chỗ này? Chặt chay gỗ. Vâng, chặt dây gỗ để làm gì đây? Không biết là anh sẽ làm gì với số dân này. Tôi rất tò mò với game thủ Hoàng Mai Nhi. Mục tiêu sống của anh ở trận đấu này là gì? Một câu hỏi khác, lý do anh đến trái đất là gì ở trận đấu này? Thôi, trở lại với màn hình máy của Toti. Hãy xem với bài ép đời này thì anh sẽ làm được gì. 111, như vậy là theo thông tin từ chim lợn tuyển thì game thủ 111 là Juliet chứ không phải là game thủ 14. Juliet đang xây nhà BB.
quyết định bỏ qua Julius để lao thẳng vào trong cánh. Còn Hoàng Mạnh thì vâng, chủ động chống vít rất sớm. Anh Đen nhà chính. Và cuối cùng tôi đã hiểu được lý do tại sao cầu thủ Hoàng Mạnh tập trung để chặt gỗ. Bây giờ thì anh sẽ ở nguyên hiện trạng đầy một. Anh sống mãi với thời kỳ đồ đá. Còn đây là Hắn là Phiêu Phiêu Egypt đầu gánh đánh cung. Màu 8 về lớp Minoan cũng sẽ đánh cung. Hai người đánh cung, một người đánh chém và một người không thể lên đời. Chúng ta sẽ theo dõi tay chém Tuti. Thôi chấp nhận bất giò để ăn bầy dân của cái thủ X-Man. X-Man mất cả chi lẫn chài, vừa thua một trận xong và trận đấu này anh mất luôn cả cái giải ép đời. Rất hí hửng với giải ép đời. Nhưng bây giờ thì hiện thủ Tuti anh vừa nâng tay trên. Đây là Hoàng Mai Nhi bo nhà luôn cho Tuti. Không thể tin nổi. Cho là bo nhà luôn cho Velop. Cái gì đây? Vì là anh ấy bàn gì? Phiêu Phiêu đang thủ hốc. X-Man anh đang tách dân, sau đó thì cái thủ Tuti cũng tách chém, không thua kém gì với pha tách dân của X-Man. Chỗ nào có dân của X-Man là chỗ đó có lạc đà của Tuti. Theo sát như hình với bóng. Tham của anh bây giờ mới nở đến con số 24. Thế nhưng tham toàn lạc đà. 15 thằng dân, tham 24, như vậy là khoảng 9 con lạc đà thời điểm hiện tại dành cho Tuti. Đạt sang nhà thứ 3, nhà thứ 4. Bóng nhà của cái thủ màu 4 đó là Juliet cũng chết rất nhiều dân ở những thời điểm vừa rồi. Trong đó thì cái thủ màu 3 X-Ban coi như là một bài đọc báo và xem tham. Soi tham. Hoàng Mai Nhi đang nở tham ra toàn dân. Tôi nghĩ là anh sẽ ăn ăn đủ gỗ và tiếp tục bung hai nhà chính. Không biết là hai dân này đi đâu đây. Say limit. Vâng, còn hơn cả Linda trong tình huống này. Anh xây hai lớp E nhưng mà là tham 19 và tham E là 92. Rất kỹ càng. Bây giờ anh là người có nhiều tay nhất để bo nhà. Còn Tuti công nốt vào nhà thứ 3. Màu 4 đó là game thủ Juliet cũng đã lên 3 xong và có cung R. Còn với Tuti thì anh bắt đầu chém nốt những con dân của game thủ Hello. Vâng, nói là xin chào luôn với Hello. Và đây là câu goodbye của game thủ Tuti. Hết sạch đảo dân ruộng, coi như cân 3 ở dấu này. Một bài kích đầy đầu 8 và cân 3. Vào nốt đạo này và thế là xong. Không được, có một con phù. Và nó vã luôn con giò của game thủ Tuti. Về lớp cực kỳ thong thả và thư thái để ve ruộng. Bài này là bài về lớp và Hoàng Mai Nhi. Anh sẽ cực kỳ nhàn nhã, đặc biệt là Hoàng Mai Nhi. Tôi chưa hiểu là Hoàng Mai Nhi đang dắt dân đi đâu, có vẻ như là tìm chỗ để vẽ ruộng. Trong nhà của về lớp hơi thiếu chỗ chăng, hay tìm rừng mới.
đào 1.000 vâng, hơn 1.000 gỗ ăn với sự không sóc dân. Ồ, thế mục đích đến trái đất của anh là gì ở chỗ này? Đây là Phiêu Phiêu, công vào nhà của mẫu 1 Mark C. Vẫn chưa có bánh xe. Vâng, đen cho anh xây kỹ càng hai ghe và kéo rất nhiều dân sửa, thế nhưng vẫn lọt ở bên trên và bỏ nhà bởi hai con y. Vâng, thôi bắt đầu dạp nha, vẫn lọt cả chỗ này luôn, thế thì chịu. Bờ của game thủ tù tì sàn nhà thứ tư làm vâng chém nốt nhà mồ một và hoàn thành bộ sưu tập 4 nhà của mình. Vâng, tu tì tham bây giờ chỉ còn là 18/36. Soi tham đang bị đè lại, sắp mưa đang nở ra. Thế nhưng rõ ràng là khi mà còn một minoan của cái thủ vây lớp thì rất khó kéo đấu chạm 3. Hà Nội đã thắng 2-0. Đây rồi, cung đầu cái thủ mẫu 4 bắt đầu công vào. Có cả dân ngô 7 trong đây. Ổ dịch. Chỗ này là trại tị nạn của ba nhà Vên lớp, nhà của anh đang ở đây cư ngụ của game thủ Hoàng Mai Nhi và HN Phiêu Phiêu. HN trong này được cầm Egypt và bây giờ tham của anh chỉ là 19. Anh bắt đầu bắn những con phù thủ Hello để cho Tuti có thể lao vào chém. Khá đồng đội Tuti. Thế trận này thì càng đánh thì Hà Nội sẽ lại càng có nhiều ưu thế hơn so với Tiên Sơn Tây. Summer sẽ khó để đối đầu với Minoan ở đài 3. Lên 4 có pháo to, may ra còn có cửa để chống với Minoan. Thế nhưng bây giờ việc sóc bài ở tham là rất khó, chứ chưa nói chuyện lên 4 dành cho Summer. Bởi thời điểm đầu game thủ Tuti anh đã chém rất nhiều dân của Summer, và tôi đảm bảo nếu như không phải Summer thì game thủ Juliet sẽ chết rất nhiều dân trong tình huống đầu tiên. Lạc đà vẫn là chém 2, anh chỉ có thể tích lạc đà và ép lạc đà ở trận đấu này, không lên được công nghệ nhiều. Và cuối cùng thì tôi đã thấy được cái màu nhà vâng đã chuyển mình của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhà anh đã hóa sang đời 2. Một nỗ lực tuyệt vời. Và bắt đầu làm một khoanh ruộng siêu đẹp cho nhà của game thủ V-Lớp. Vâng, tham của Hà Nội đã bị đè lại, không hiểu nổi tại sao đè lại. Với lớp sao 99/108. Có vẻ như sức phát triển khá khủng khiếp của đối thủ Juliet, đừng đùa. Juliet trận đấu này cầm Summer. Hoàng Mai Nhi bắt đầu nở lên với tham 26/92. Búp hai nhà chính
Vâng, bung hai nhà chính ra và bây giờ anh vẽ một ngôi ruộng rất đẹp và vuông vắn cho nhà của Vlớp, tận dụng tối đa khoảng đất của nhà của Vlớp, đất chật người đông. Sóc hai nhà chính đều. Tuti chém nốt lại nhà đối thủ màu 2. Vâng, quản cái thủ màu 2 không chặn. Bây giờ Roman đang ở rất cực mạnh. Ồ vâng, bây giờ Roman lại đang khỏe. Trong khi đó thì Phiêu Phiêu tham chỉ là 19-20. Như vậy là cuối cùng chúng ta đã được biết được cái bài của đối thủ mùa 1. Mùa 1 đánh châu ca để công ở nhà của Minoan, nhưng thời điểm anh công vào là thời điểm rất muộn màng. Bây giờ Minoan đã lên được cung hoa lửa. Nhìn như con pháo còi của Maxe coi như vô dụng. Giá như các game thủ bên phía Sơn Tây ốp vào sớm hơn một chút thì may ra các anh có thể công được vào nhà của Vlớp. Thế nhưng vừa rồi pha phẩy e siêu thần thánh của game thủ Hoàng Mai Nhi để thủ nhà cho Vlớp. Rất tốt. Chỉ ăn với vẽ ruộng, vì vậy mà Hoàng Mai Nhi đang có rất nhiều tay để thủ nhà. Tham của anh đang là 40 dân, lên đến khoảng gần 60 dân thì anh nhảy 3 xong và nhảy thẳng 4 luôn. Đang tìm vàng của Vlớp. Hơn 1.000 thực. Vâng, đang lên 3 và thực của anh đã là 1.000 rồi. Đủ thực để kích 4 nhưng không có vàng. Hoàng Mai Nhi anh đang thắc mắc là sao không có vàng. Và Vlớp anh nhồi ngay cho thủ Hoàng Mai Nhi 1 tấn 800 vàng để anh kích 4. Như vậy là Hoàng Mai Nhi sau pha nhảy thẳng 3 là 1 tấn nhảy thẳng 4 nữa. Có 2 pha nhảy thẳng của thủ Hoàng Mai Nhi, hy vọng là không xuống cầu. Nhảy xuống cầu thì lại tù. Nhìn 6 thực, tôi không biết là anh sẽ làm gì với số thực này. Đây chắc chắn sẽ là một bài đánh BB của thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng tôi nghĩ là các anh cần phải kết thúc sớm hơn, giữ sức để đánh ở những trận sau. Các anh sẽ còn phải đối đầu với team Hải Phòng và một team nữa ở trong bảng này. Vì vậy mà đánh càng sớm, kết thúc sớm càng tốt, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng 1-16. Ở vòng 1-16 này thì sẽ thi đấu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày mai sẽ là vòng 1, vòng bán kết.
ngày mai sẽ là bán kết và chung kết. Như vậy là hôm nay sẽ diễn ra tới vòng tứ kết luôn. 1-16 và 1-8. Đầu đấu cung A với game thủ màu 4, nhưng mà anh đã đẩy cung A tới nhà của Summer, nhưng không thấy có Summer có pháo. Bây giờ thì cho so sẽ đánh Châu Z Điên, và với số lượng vàng trên bản đồ thì sẽ còn rất nhiều vàng dành cho Hoàng Mai Nhi để anh sẽ đánh với bài Châu Z Điên.
phản tác nữa.